bom. Không phải phúc xúc, anh đọc cái là sai không? Phúc xúc không phải, phúc xúc là con lai. Phúc xúc nó khác hẳn, loại hình nó khác hẳn. Tên chính xác của nó đọc là gì đó? Pom. Pom Maria. Người ta hay gọi là pom. Pom Maria gọi là pom. Còn phóc sóc nó là con chó lai của Min Pin, Min Chi Hua.
mình vừa sân quay cái đéo có con kia có quay đây, con kia con baby kia quay lại trực tiếp à, quay ghi hình lại thôi không live stream. Sao bọn này nó thi lâu thế, mấy con mà mãi thi không xong. Nhóm 5 à?